Top 3 con giáp có vận may rực rỡ nhất trong tháng 7 âm lịch. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày mới an lành, vạn cát. Kính thưa quý anh chị, có thể nói số mệnh mỗi người luôn biến đổi không ngừng. Ai cũng luôn mong muốn mình sẽ có ngày đổi đời, trở thành người có tiền, giàu có, đại phú, đại quý. Và đã có không ít những trường hợp mới chỉ ngày hôm qua còn là kẻ nghèo khổ, lo cơm ăn áo mặc từng ngày chật vật. Nhưng hôm sau lại có được vận may hiếm có đổi đời, có nhà lầu, xe hơi. Tuy nhiên, để trở thành tỷ phú không phải là điều gì dễ dàng. Muốn giàu có không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng mà còn phải gặp đúng thời vận. Vận hạn của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, trong tháng 7 âm lịch sắp tới, hay dân gian còn gọi là tháng cô hồn, các nhà tử vi học lại dự đoán rằng có 3 con giáp sẽ trở nên cực kỳ may mắn. 3 con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió. Thời gian trước, bất kể khó khăn nợ nần ra sao, nhưng từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn gấp bội phần. Nếu biết cách nắm bắt thì cơ hội trở thành tỷ phú chỉ nằm trong lòng bàn tay. Vậy liệu rằng quý anh chị có may mắn là một trong số 3 con giáp có vận may rực rỡ nhất trong tháng cô hồn hay không? Thì kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình tử vi tổng hợp ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đặc biệt, anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Top 3 con giáp có vận may rực rỡ nhất trong tháng 7 âm lịch. Đứng đầu trong danh sách tháng này, xin được chúc mừng các mệnh chủ tuổi Tuất, chính là con giáp may mắn nhất trong tháng cô hồn. Về tổng quan tử vi mệnh chủ tuổi Tuất. Tuổi Tuất là con giáp thứ 11 trong 12 con giáp. Những người sinh năm Tuất đa phần đều rất khôn ngoan, nhanh nhẹn, linh hoạt, giỏi ứng biến, nói năng nhanh nhẹn, thân nhàn, tâm nhọc, có quyền bính và nhiều mưu trí. Nữ mạng vượng phù ích tử, có mạng số làm ra tiền. Bởi thế, phúc lộc có dư, thành danh tạo dựng lẫy lừng. Người tuổi này tính tình hòa nhã, tự lập, tâm tư hiền lành, phần nhiều là người hiền lành thật thà. Sắp tới đây, trong tháng 7 năm 2020 âm lịch, vận thế của người tuổi Tuất sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không đến tự nhiên mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấn đề, thậm chí rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên nản lòng, bỏ cuộc. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối tháng sẽ là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Sau đây là chi tiết cho vận mệnh của tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch. Về sức khỏe, trong tháng này, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Mệnh chủ nên chú ý giữ gìn sức khỏe, không sa đà vào những thói hư tật xấu khiến cơ thể dễ mắc bệnh. Ngoài việc chú ý đến sức khỏe của bản thân, tuổi Tuất còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân, bởi rất có thể trong gia đình sẽ có người ốm đau hoặc qua đời. Về sự nghiệp của con giáp này sẽ tăng trưởng vượt bậc và mạnh mẽ vô cùng vào tháng 7 âm lịch. Dù làm về lĩnh vực gì, con giáp này cũng đều sẽ nhanh chóng gặt hái thành công từ đầu tháng tới cuối tháng. Chỉ cần khéo léo nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng chuyên môn cũng như biết ghi nhận những lời góp ý tích cực của những người xung quanh thì bạn sẽ dễ dàng vươn lên những tầm cao mới trong sự nghiệp. Ngoài ra, rất có thể cơ hội thăng chức tăng lương sẽ đến với bạn vào dịp cuối tháng này. Chính vì thế, bạn hãy nỗ lực làm việc đến cùng, cố gắng kiên trì và không ngừng học hỏi. Chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều tốt đẹp trong sự nghiệp. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Tuất cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân
tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, xem tử vi tuổi Tuất năm Canh Tý 2020 tháng 7 âm lịch, tình hình tài chính của con giáp này sẽ khá hấp dẫn và an toàn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tình hình tài chính của bạn sẽ có thể tăng trưởng ổn định và rất vượng vào cuối tháng. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, khi thực hiện những dự án lớn, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những lời xù nịnh, lừa gạt, làm hao tài, tán lộc. Nếu cẩn thận tối đa trong giao tiếp và đề phòng tiểu nhân, thì vận hạn của bạn sẽ được cải thiện phần nào. Mặc dù gặp nhiều may mắn, tuy nhiên, vào tháng 7 cô hồn, các thí chủ mệnh Tuất cũng nên chú ý tránh một số những vận đen không đáng có. Đứng thứ hai trong danh sách này, xin được hoan hỉ chúc mừng các mệnh chủ tuổi Dậu là con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 7 cô hồn sắp tới. Về tổng quan tử vi tuổi Dậu. Tuổi Dậu là biểu tượng cho con gà, là con giáp đứng thứ 10 trong danh sách bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Dậu rất thông minh, có ngoại hình đẹp, rất thu hút người khác giới, đặc biệt là nam giới. Trong cuộc sống, họ luôn đặt vấn đề công việc lên hàng đầu và tâm huyết, tích cực hơn so với những tuổi khác. Vì vậy, người tuổi Dậu thường được cấp trên tin tưởng và giao nhiều trọng trách lớn trong công ty. Tử vi tuổi Dậu tháng 7 âm lịch được dự báo rằng những ảnh hưởng chiêm tinh tích cực của các ngôi sao trong năm Tý sẽ khiến năm 2020 trở thành một năm đáng kinh ngạc với những người tuổi Dậu, đem lại may mắn trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay đổi công việc mới thì tháng này không phải là tháng triển vọng để bạn thực hiện. Người tuổi Dậu có tài năng nhưng thường chưa biết cách tính toán thiệt hơn, dẫn đến những hiểu nhầm, ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp, các mệnh chủ tuổi Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy được coi là pháp khí hiệu quả nhất, Minh Quang Pháp Bảo, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các mệnh chủ tuổi Dậu nắm cơ hội thành công trong cuộc sống. Tiếp theo, mời quý anh chị đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết về sự nghiệp. Tử vi tuổi Dậu tháng 7 năm 2020 cho thấy, mệnh chủ sẽ gặp rất nhiều cơ hội tốt. Bạn sẽ có thể được thăng chức hoặc tăng lương. Bạn bè của bạn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong sự nghiệp và công việc. Tuy vậy, công việc của tuổi Dậu cũng có lúc không được như ý, do luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dìm bạn. Công việc đi xuống do nghe lời gièm pha, làm việc không nguyên tắc, lười biếng, chừa việc. Chính vì vậy, mệnh chủ tuổi Dậu nên rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại, chú ý nhiều hơn đến công việc để có cơ hội phát triển. Tốt hơn là nên tránh xa những buổi tụ tập bạn bè đông đúc, tránh nghe lời người khác dụ dỗ, nghĩ sai về người tốt, lại nghĩ tốt cho người xấu để bản thân rơi vào bẫy. Cứ làm việc trung thành, tâm huyết với cấp trên là được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ không có những xui xẻo. Bạn cần phải tránh chú ý đến những gì bạn nói, cần tránh xung đột và tranh chấp với người khác. Về tài lộc, đây là một tháng báo hiệu sẽ đem lại lợi nhuận cao cho các mệnh chủ làm kinh doanh. Tất cả các thương vụ hợp tác làm ăn hay đầu tư tài chính sẽ sinh lời. Mệnh chủ tuổi Dậu cần phải quản lý chi tiêu sao cho hợp lý. Muốn đầu tư tài chính cần nghiên cứu kỹ lưỡng về mọi mặt. Đối với người độc thân nên hỏi ý kiến phụ huynh trong việc xử lý các vấn đề về tài chính. Đối với những người đã lập gia đình nên cùng người bạn đời của mình hội ý và đưa ra những hướng giải quyết. Trong tháng này, bạn sẽ có sự hỗ trợ liên tục từ bạn bè. Nhớ đừng đánh bạc và không nên quá tham lam vào đầu tư. Tình hình tài chính của tuổi Dậu trong năm 2020 nhìn chung khá khó khăn. Bạn luôn phải chi tiêu nhiều việc cho các mối quan hệ, cho các buổi tụ tập và cả vấn đề liên quan tới gia đình. Cần phải lên kế hoạch rõ ràng, không đến lúc mình cần lại không có gì mà chi tiêu. Muốn cải thiện tài chính, phải nỗ lực hết mình, có thể tự tìm kiếm mối làm ăn như bán hàng thêm, làm cộng tác viên, kiếm ít thành nhiều rồi cũng sẽ có được nhiều cơ hội mở ra. Tháng này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ bị hư hao tiền bạc, sẽ bị hao tốn tiền của vào những việc về sức khỏe. Lời khuyên đến từ các chuyên gia phong thủy cho mệnh chủ tuổi Dậu là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Và con giáp cuối cùng của chuỗi may mắn trong tháng 7 cô hồn xin được chúc mừng các mệnh chủ tuổi Sửu. Tổng quan về tử vi tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch. Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, người tuổi Châu vẫn giữ vững được phong độ trong công việc. Song,
lo được công việc thì lại không quản được tình yêu. Chính vì vậy mà vận trình tình duyên xuống dốc trầm trọng. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Sửu nhìn chung tốt đẹp vì được quý nhân phù trợ nên công việc khá thuận lợi. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu sẽ có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần ổn định. Tháng này, có thể bạn sẽ được thăng tiến trong công việc và gặt hái được nhiều thành quả suốt quãng thời gian trước mà bạn đã cố gắng. Tài vận cũng từ đó mà đi lên, tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi này thể hiện sự cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu như tháng trước, mệnh chủ còn quá lơ là dẫn đến mất cân đối trong việc chi tiêu tài chính, thì trong tháng này, những người tuổi Sửu nên vẽ ra một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi Sửu tháng này có thể được tăng chức, thăng lương. Mệnh chủ cũng có thể thu được nhiều tiền lãi từ đầu tư tài chính từ những ngày tháng trước đó. Tuy nhiên, vận may này không quá lớn. Thế nên, lời khuyên cho các bạn là không nên đầu tư vào các khoản đầu tư lớn. Nếu không, sẽ thất bại, tiền mất tật mang. Mệnh chủ tuổi Sửu nên coi đây là giai đoạn đặt nền móng, chuẩn bị cho những bước tiến dài vào những ngày tháng tới, thay vì chi tiêu bừa bãi mà không tính toán. Tháng này, chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng đến tiền bạc của tuổi Sửu. Có thể là yêu một người đòi hỏi bạn sẽ phải chu cấp tiền bạc. Cần suy xét kỹ lưỡng về việc dùng tiền bạc cho những tình huống như thế này. Tháng này, tuổi Sửu sẽ có những bước tiến tốt trong đường công danh. Bằng năng lực của mình, tuổi này có thể tạo ra khác biệt lớn trong sự nghiệp, trở nên nổi bật trước các đối thủ. Nếu bạn bước vào thương trường hoặc tham gia cạnh tranh để giành một vị trí nào đó trong công sở, thì hãy tự tin vì bạn có thể may mắn và đạt thành công cao. Trong công việc nhóm, tuổi Sửu cần cố gắng tương tác nhiều hơn với các đồng nghiệp, cấp dưới, biết chia sẻ thành quả, tránh làm nảy sinh sự ghen tị, hiềm khích từ những người xung quanh. Bạn cũng không nên chú ý đến những lời thị phi, nếu không tâm lý sẽ bị tác động, thậm chí bị kéo vào phiền toái. Với người tìm đối tác làm ăn, cần phải thận trọng khi tuyển dụng cấp dưới, kết giao hợp tác làm ăn, không nên tin người quá mức. Về tài lộc, xem tử vi năm 2020, tài lộc đến với mệnh chủ tuổi Sửu rất dồi dào. Tuy nhiên, cách sử dụng tiền bạc cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng mối làm ăn quá dễ dàng thì nên cẩn thận vì có thể dính dáng tới pháp luật. Đừng vì thấy món hời quá lớn mà quên đi việc tuân thủ pháp luật. Những người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng thêm vốn đầu tư. Chắc chắn, bằng sự nỗ lực của mình, các bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở, xây dựng thêm nhiều uy tín. Tuy vậy, cũng đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn. Người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng thêm vốn để đầu tư. Chắc chắn, bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Tuy nhiên, cũng đừng quá mạo hiểm. Đầu tư lớn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, phòng bị lừa gạt. Trên đây chính là ba con giáp có vận may vô cùng rực rỡ trong tháng 7 cô hồn. Một lần nữa, xin được hoan hỉ chúc mừng các anh chị có tuổi Tuất, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Hy vọng quý anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tháng này và hãy chú ý tăng thêm vận may bằng cách sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập chương trình và để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.